Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yunje, mình là Mika đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ speed test cái chiếc iPad Pro 11 inch M4 này. Với điểm số AnTuTu rất là khủng, lên tới là 2,5 triệu điểm. Và phần combo này nó lên tới là hơn 1 triệu điểm như thế. Rất khủng khiếp đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chiếc Galaxy iPad 120fps luôn nhé. Và những bạn nào đang quan tâm về các dòng máy tính bảng của Apple thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo. Click 3 hiện tại đang bán rất nhiều các dòng iPad từ mới cho đến cũ, tha hồ để mà các bạn lựa chọn luôn, phù hợp với từng tập tiền. Đấy, cho nên là bạn nào quan tâm thì có thể là mua tại Click 3 nhé, cực kỳ yên tâm, uy tín luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần test game thôi. Ok, và như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ show cho bạn xem thấy được về cái độ khủng của con chip M4 này. Cao, cực cao, 120fps. Và đúng là như vậy, nó đang là 120fps các bạn ạ. À. Có khựng một tí này, à, nhưng mà 120fps nó mượt. Ok, bây giờ mình sẽ zoom thử vào chi tiết nhá. Ui rồi ôi, nó nét. Trời ơi, thật sự nó rất nét ấy, nó nét hơn cả cái con iPad Air hôm trước mình vừa test. Trời ơi, đúng là Apple M4 các bạn ơi, mà 120fps nữa chứ. Ui. Soi như thế này thì mới gọi là soi chứ đúng không nào? Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là test luôn này. Ờ, nhưng mà có drop nha, nóng lên khá là nhanh đấy, đúng rồi. Chính xác luôn, 120fps. Không có quạt tản nhiệt là không ăn thua. Thật sự, con này mình nghĩ là, đây, cũng chỉ chơi được 60fps là ok thôi. Chứ còn mà bảo 120fps thì đuối lắm. Đuối ra là tại vì nó không có cái công cụ hỗ trợ để mà tản nhiệt ấy. Có một điểm mình nhận ra đó chính là nó hơi khác biệt một tí về phần loa nha. Loa trên cái con iPad Pro này nó sẽ sáng hơn, kiểu nó sắc hơn so với lại con iPad Air. Đấy, thì nghe cảm giác nó sẽ có một cái kiểu chi tiết nó tốt hơn các bạn ạ. Ui, mượt lắm. Mượt lắm nhưng mà cảm giác là nó không được 120fps đâu. Máy bây giờ nó bắt đầu nó nóng lên khá là nhanh rồi. Con này thì các bạn cần phải có thêm một cái quạt tản nhiệt mà kiểu... quạt tản nhiệt MagSafe đó các bạn, sò lạnh ấy, thì may ra áp đúng vào cái chỗ con chip Apple M4 này thì đúng là bao mượt luôn, không có sợ bị giảm độ sáng, không có sợ bị giảm FPS. Và thời điểm hiện tại thì duy nhất cũng chỉ có mỗi iPad là mới có thể chiến được max setting cái tựa game Galaxy Buds này thôi, với độ phân giải siêu cao, siêu nét như thế. Và với mức FPS là lên tới 120, khủng khiếp. Trời ơi, nó mượt này, mấy chỗ này nó mượt lắm này. Thì thoảng vẫn có khựng nhá, nhưng mà rõ ràng là nó mượt lắm, 120fps là các bạn thấy. Mình xoay như thế này này đấy, ui nó đã chua. Đấy, con này nó chỉ cần phải một cái vấn đề là nó nhiệt độ của nó là hơi cao. Hơi cao thì bắt buộc nó phải giảm xung thôi. Mình sẽ test thử nhiệt độ xem như thế nào nhá. Ê, hơi áo nha. Ủa, nóng ở đâu? Ơ, cảm giác sao nhiệt độ nó đo nó mát hơn so với những gì mình cảm nhận các bạn à. Hình như mình thấy nhá, theo như mình thấy là con này nó có cái phần tản nhiệt ra nó đều hơn ở cái mặt lưng này này, chứ nó sẽ không phải kiểu hơi tụ vào một chỗ như là cái dòng iPad Air. À, cái phần mặt lưng này là nó nóng khá là đều ấy. Vẫn 120fps ngon nha. Còn cái màn hình OLED thì đúng là cũng không biết nhận xét gì nữa, thì vì nó quá đẹp rồi. Kể cả là màn hình IPS của Apple. Bung đi. Ui rồi ôi, 120fps sướng. Ui, cảm giác mà cái viền của iPad Pro mà nó mỏng một nửa, chỉ còn một nửa ấy, thì đúng sướng các bạn à. Cũng cùng cái thước 11 inch như thế mà nó gọn vô cùng luôn. 2 năm tới thì mình nghĩ là vẫn chưa có cái phần viền mỏng hơn một nửa đâu. Nhưng mà hy vọng là tầm khoảng 20-25% là đẹp.
là đấy mới là cái năng cấp lớn nhất của iPad đấy. Chứ còn bây giờ xét theo mặt bằng chung phổ thông thì iPad nó vẫn là một cái gì đó hơi xa xỉ thật sự. Bây giờ mà nếu mà gọi là những cái con iPad phù hợp với đại đa số phổ thông thì chỉ cần iPad Gen 9 7 triệu hoặc iPad Gen 10 là có form thiết kế mới kiểu cũng na ná như thế này là được rồi. Không có hiện tượng giảm độ sáng màn hình, không giống như là iPad M2 các bạn nhé. iPad M2 với mức đồ họa cực cao như thế này, FPS là 60 là có hiện tượng giảm độ sáng màn hình rất là nhanh. Tuy nhiên thì đối với lại Apple M4 thì khi mà chơi cùng với một cái mức setting cao nhất như thế và 120fps thì nó chưa có hiện tượng giảm độ sáng màn hình sau 10 phút. Bùng ra. Úi xồi ôi, 120fps nó bùng. Mượt lắm các bạn à. Cái này nó chỉ là, nếu như con này mà có lag là nó cứ chỉ là về vấn đề nhiệt độ thôi, nóng quá thì ấy thôi. Chứ còn mà nói về M4 có thể là cân nổi không thì cái này quá đơn giản rồi. 120fps nó mượt thật sự. Thực ra như với những cái tựa game kiểu như Genshin Impact thế này ấy, thì chỉ cần chơi 60fps thôi để mà ổn định nhất ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng 60fps là được rồi. Còn 120fps thì thật ra ấy là nó vẫn sẽ có những hiện tượng bị drop xuống khi mà dùng chiêu, đặc biệt là bây giờ đã chơi hơn 10 phút rồi. Bây giờ thì hiện tượng drop nó sẽ không có căng 120fps như đoạn đầu nữa, chắc chắn rồi. Trừ khi là các bạn có một cái sò lạnh, ui mình ước có một cái sò lạnh mát xếp quá mà phòng mình không có. Chỉ có cái gắn cho điện thoại thôi, iPhone thôi. Có một cái sạc mát xếp là ngon. À có một cái sò lạnh mát xếp là ngon. Đã yếu mà còn ngắt ra nữa thì đúng rồi. Đấy. Thì nói chung là vẫn sẽ có những hiện tượng drop rõ xuống 60fps luôn. Đặc biệt là hiệu ứng nó phức tạp đến bây giờ. Nên là các bạn chỉ cần là setup ở một cái mức FPS nó hợp lý là được. Drop hơi sâu nha, xuống dưới 60fps luôn. Vừa mới thấy. Nhưng mà xong đó ổn định lại cũng rất là nhanh. Bây giờ thì nó lên quanh tầm khoảng vào combat thế này là 60 thôi các bạn à, không lên được 120 nữa đâu. Ôi trời, thích ulti của bạn này thế. Ok, về nhiệt độ này, liên quan tầm khoảng 44 độ thôi. Đấy, nóng nhất. Tổng kết lại thì nói chung là với con chip Apple M4 thì nó chơi vô cùng mượt mà rồi. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là 120fps nó sẽ mượt ở khoảng đâu đó trên dưới 10 phút đầu.
Còn về sau thì khi mà vào giao tranh combat thì nó sẽ có drop xuống còn 60, thậm chí có thể là một vài cảnh nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà tổng thể chung quy lại thì nó rất là mượt các bạn nhé. Như bây giờ thì mình thấy là nó đang ở mức 60 thôi, chứ không còn là 120 nữa. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.